Một leader tuyệt vời. Đội mình là mẫu chính. Em đi đi lấy cả nhà Đam nhá. Về làm nước đậu nành nhà Đam. Anh Hưng, nhãn lột ra luôn đúng không? Nhãn lột ra bỏ hàng luôn. Xong một người làm xong là đi lo cái đồ decor luôn đi nhá. Cường ơi, Cường ơi, Cường, Cường có thể giúp chị vệ sinh chỗ này không Cường? Không, cái đó sạch rồi, cái đó mình không cần vệ sinh nữa đâu. Hiệp ơi, em có thể vừa chờ dầu, em có thể vệ sinh chỗ này giúp chị không? Thank you. Thấy okay. Hà Lương vừa ăn để mình okay. Làm cái nước chè xong rồi trần qua với lại được phèn trước đi đã. Okay. Một chút muối xíu cũng muối. Để bằng cái nước đó anh làm hay sao? Ok anh. Khi mà em muốn chiên á là em dùng cái bột năng mình em bật luôn không? Mình thả lên cái súp của mình. Không cần chiên đâu, cắt ra được rồi. Tại vì chỉ chiên vô á, bỏ vô súp nó cũng vậy à. Nghe em đi. Mình có một người cầm cân và chịu trách nhiệm. Em người ta sẽ nghe. Chịu mọi trách nhiệm nếu em không hoàn thành. Anh em mình là tươi tươi lên nhà mình chưa, nghe có vẻ là vui lắm rồi đấy. Còn một người nữa thôi. Xin mời anh Quyết lên đây ạ. Hưng có quyết định chuyển Cường sang team đối diện. Khi mà hợp tác với lại chef Cường thì chúng tôi không đến được cái một sự thống nhất. Sau đấy tôi đã có một cái quyết định là đổi bạn Cường. Đó là quyết định chính xác. Không. Rồi là ok, em Hiệp đang làm dessert phải không? No. Hiệp đang làm dessert. Từ từ, nghe chị. Hiệp đang được giao chịu trách nhiệm hai loại nước uống và một loại tráng miệng. Không, từ từ, đấy. Chị nghe em đi, bây giờ cái dessert của mình á. Chúng ta có tráng miệng rồi. Anh em chân một tiệc xe tăng như đám bông hoa đậu. Hưng là một leader tuyệt vời, tôn trọng tất cả mọi người. Gắn kết mọi người, biết khai thác những cái điểm mạnh của tất cả mọi người. Chiến lược của bên em hôm nay là teamwork. Họ có teamwork, cách nói chuyện với nhau. Họ sẽ để ý hết tất cả để mạng sống với nhau. Thích lại đồ và cất hết đi ra đồ nào, chuẩn bị ra đồ nào. Hết giờ. Món thứ nhất là abumus, là đậu hũ non sốt đậu nành và trứng muối ạ. Món thứ hai là salad đậu nành với hoa quả và thịt cua ạ. Món thứ ba là món súp đậu nành với tôm càng ạ. Món thứ tư là món đậu nành bí đỏ sốt tương bần ạ, tức là chả đậu nành với thịt gà. Đến món thứ bảy là bánh đậu nành. Trình bày á rất là cao cấp. Với một cái nguyên liệu rất là phổ biến hàng ngày, nhưng các bạn đã đem cái đậu nành lên một cái đẳng cấp khác về cái sản phẩm. Tất cả các món cũng đã thể hiện cái đẳng cấp của đầu bếp ở đây. Cái món đậu nành như vậy, nó tuy nhìn thấy nó dễ ăn chay hàng ngày mà nó cũng khó chứ không phải không. Mà cái cách các bạn sáng chế, tôi nhìn vào là có cái teamwork, có cái sự hợp tác với nhau, nó ra cái món này. Nếu mà từng bạn nấu, tôi cũng nghĩ không chắc sẽ ra được cái món như vậy. Cho nên tôi xin chúc mừng các bạn. Các vị giám khảo đã quyết định đội chiến thắng ngày hôm nay chính là đội khăn vàng. Thành công của nhóm chúng tôi không đến từ cá nhân tôi. Cái phần thưởng đấy thì cũng thật sự là phần thưởng cao quý dành cho tôi ngày hôm nay. Nhưng tôi sẽ share lại cho tất cả mọi người đây vì thành công của tất cả. Cảm ơn mọi người.